Góc này thì sao đây? Chặt dây thành công. Có súng cao su kéo hai người về từ giác. Này này này, được kích hoạt luôn. Zoe vẫn đang gây được sát thương nhưng là Talon trong tay của Levi tới. Có luôn cả chiêu cuối đến từ Talon. Điểm hạ gục đã có dành cho người chơi đi rừng đến từ Gabi Sport và cả Faker có thể nằm lại trong pha thi đấu này. Khi mà sát thương đến từ Levi là cực kỳ lớn với double kill dành cho Levi. Dạo xe gần đây thì rất là nhiều người chơi chuyên nghiệp đang thử nghiệm Talon ở vị trí đi rừng. Lý do là bởi vì Talon ở phiên bản 11.18 nó được tăng sức mạnh ở chiêu W ám khí. Sát thương lên quái rừng, chính xác hơn là sát thương lên quái rừng của chiêu này nó được tăng lên ở một cái mức là cộng thêm 50% sát thương vào quái vật rừng. Cái việc này nó khiến cho những người chơi đi rừng ở thời điểm hiện tại đang khá là ưa chuộng, và cái tỷ lệ thắng đến từ Talon ở thời điểm hiện tại ở danh thi đấu Hàn với vị trí đi rừng nó đang khá là cao. Ngày hôm nay để xem là Levi anh ta sẽ đi rừng như thế nào với một con Talon. Nhìn qua một chút về điểm ngọc tái tổ hợp thì không có gì đặc biệt mấy đến từ Talon của Levi. Chinh phục đắc thắng, huyền thoại kháng hiệu ứng và cho trận cuối cùng ở bên nhánh chính xác, còn nhánh áp đảo ở nhánh phụ thì Talon của Levi cầm 2 điểm khá là quen thuộc thôi, tác động bất chợt và thận sang tham lam. Với hai điểm ngọc này thì cái khả năng di chuyển của Talon nó sẽ được cải thiện hơn, cũng như là cái việc mà nó ngay lập tức có thể nhất kích tất sát với cái tác động bất chợt này. Ngay lập tức có một cái vòng gánh rất là đột biến đó. Với cái parkour, với cái chiêu E của Talon ấy, thì cái việc mà bạn có được những cái hướng ngay rất là lạ nó sẽ khiến cho đối phương không thể đoán định được. Đối phương có thể đoán được vòng rừng của bạn nhưng mà đối phương không thể đoán được vị trí xuất hiện của bạn khi mà đi gank. Talon trong tay của Levi vừa rồi có một tình huống gank xuống cùng đường dưới rất thuận lợi và có được một điểm chiến công cũng như một điểm hỗ trợ. Một đường dưới có đánh nhau. Trận này thì có cả Faker nữa, Faker cầm Yumi ở vị trí hỗ trợ. Vừa rồi thì Levi đoạt mạng Faker thành công. Và có vẻ như Faker anh ta đang có một người chơi dưới không quá là tin. Súng cao su này, Zoe xuống. Talon trong tay của Levi tiếp cận thành công. Kiệt sức ngay lập tức được sử dụng đến từ Faker để hạn chế khả năng dùng sát thương đến từ Talon. Và hai mặt đứng trên thì Gray vẫn đang cho thấy được cái ưu thế đi đường về sát thương rất là lớn và cái khả năng dọn đường nó cũng rất là nhanh. Súng chiêu cuối đến từ Levi nhưng chắc chắn sẽ phải lấy bảng điểm số mà thôi. Sát thương cuối cùng thuộc về Zoe. Đam rất là tốt đến từ con Gray này, sẽ khiến cho con Aurelia nó sẽ rất là khó để có thể. Mặc dù Ire là một cái vị tướng mà đi đường cũng rất là mạnh nhá. Áp suất hư không có luôn cả. Để hạ gục Faker, tưởng có đấy Faker thoát được thì hơi ảo.
Levi có thể gặp nguy hiểm cho pha thi đấu này khi mà đối phương muốn băng trụ và clear rất nhanh ngay từ Levi. Góc này thì sao đây, chặng dây thành công, có súng cao su kéo hai người về từ giác. Này được kích hoạt luôn. Zoe vẫn đang gây được sát thương nhưng Talon trong tay của Levi tới, có luôn cả chiêu cuối đến từ Talon. Điểm hạ gục đã có dành cho người chơi đi rừng đến từ Gami Sport và cả Faker có thể nằm lại trong pha thi đấu này khi mà sát thương đến từ Levi là cực kỳ lớn với double kill dành cho Levi. Zack quay trở lại với dạng toàn thân khi mà anh ta vừa ở dạng nội tại, rồi cuối cùng thì nội tại hay là bản thể thì cũng sẽ phải lấy bảng điểm số mà thôi. Dù farm hơn nhưng mà với cái lượng kinh tế đến từ điểm hạ gục thì SBU là người thắng. Fashion gặp nguy hiểm tốc biến đâm kiếm, mặc dù có Yumi của Faker nhưng hơi muộn đến từ Faker, và thậm chí Faker đang gặp nguy hiểm, anh ta nhập vào người của Zoe, vẫn quyết tâm truy đuổi đến từ Levi, có áp suất hư không làm chậm của Kasadin, và liên tục sẽ là những lần hùa bụng farm chiêu cuối của Talon được kích hoạt, và đôi mạng sẽ có dành cho bên phía của team Levi, mạng với cú double kill dành cho Kasadin. Súng cao su muốn tiếp cận để có thể hỗ trợ khúc cú húc sứ giả kéo hai người về từ giác, nhưng anh ta đang gặp nguy hiểm sát thương rất lớn tới từ Kasadin, bắt buộc phải bất kiệt sức đến từ Faker, có luôn chưa cúa để bảo vệ. Điểm hạ gục đổi mạng trở lại đến từ Zoe khi mà Kasadin hạ gục thành công được giác. Levi vẫn đang gây áp lực cánh trên này thì bắt đầu thấy được những cái sức ép ngược trở lại từ Aurelia rồi, sau những cái phút giây ban đầu hơi thua sút một chút so với con Gray ở đường đơn. Talon trong tay của Levi đang đứng rình, có chuyên tâm giữ chân thành công, sát thương được dồn là quá lớn tới từ Levi. Và điểm hạ gục thứ 8 dành cho người dừng đến từ Việt Nam. Súng cao su có trừng phạt làm chậm, có luôn cả trường cuối. Kasadin bị giữ chân rất lâu này để có thể tăng thêm CC giữ chân Kasadin lại. Nhưng Levi tới đây có thể gặp nguy hiểm đến từ cả Faker cũng như là Giáp. Faker anh đã buộc phải bỏ đồng đội, nhưng bỏ có kịp hay không đây? Zoe bị tấn công, Kasadin không quyết định lao qua tường, Zoe có mạng hạ gục nhưng Levi thì quá mạnh ở thời điểm hiện tại. Và đó là double kill dành cho Levi và thậm chí có thể sẽ làm cú triple khi mà Faker đang ở trước mắt, nhưng không, Faker lùi về được với vị trí của Lucian và an toàn. Chỉ dừng lại ở double kill dành cho Levi mà thôi. Và có mạng dành cho Faker khi mà đó là một pha cùng với Lucian hạ gục thành công được vị trí của Kakma. Nhảy qua tường từ Levi, nhưng vẫn chưa cuối được tung ra từ Talon. Rất nhiều sát thương ấy từ Levi. Điểm cục đầu tiên dành cho Levi rồi, phải tiếp tục truy đuổi kích tốc lên để có thể rút lui về đến từ Yumi trong tay của Faker, nhưng lui được hay không để lượt kiếm tiên phong không chính xác, nhưng vẫn tiếp tục lao lên đến từ Talon trong tay của Levi. Điểm hạ gục thứ hai đã có rồi, thậm chí là thứ ba và thứ tư khi mà Faker sẽ là bạn nằm xuống, và chiến công tiếp tục dành cho người đi rừng của Việt Nam. Lao thẳng và một cân nam đến từ Levi, nhưng có sự hỗ trợ đến từ Kasadin. Levi vẫn đang sống với sức sống rất mạnh liệt của chú ấm huyết, nhưng không, cuối cùng anh ta đã bị shut down bởi Faker rồi. Trời hơi dại từ Levi khi mà anh ta lao thẳng vào vòng vây 5 thành viên của đối phương. Esprit bọc khẩu tốc biến dứt điểm đến từ Esprit, một hit đánh thường và tiếp tục là những cái bảng dành cho bên phía của team Levi. Mặc dù Levi lên bảng điểm số nhưng lại lần là làm thêm một pha quét sạch nữa và chấm dứt nỗi đau từ team của Faker. Chiến thắng dành cho team của Levi ở trong trận đấu vừa rồi.